sự thật lịch sử, những mẫu chuyện chân thật và đặc sắc về giáo chủ Quỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo trích trong tiểu thuyết tư liệu Người Bình Xuyên của nhà văn Nguyên Hùng được nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản năm 2017. Phần 6 Tây đưa Phạm Công Tác về là để làm tay sai, chúng muốn nắm cao đài chống lại Diệt Minh. Chúng cũng mua luôn Quỳnh Phú Sổ, Bảy diễn ngẩn ngơ khá lâu Khi đã lấy lại bình tĩnh Bảy diễn hỏi Mày xuống gặp tao có việc gì? Bảy trấn vừa ghé thăm tao Trên đường đi dự đại hội Nam Bộ Nó làm lớn lắm Chánh ủy khu chính Mày nhớ hồi ba đứa chém dè Ở bến tranh Ngày tối cứ thả rễu đánh bài tứ sắc không? Vậy mà bây giờ tao làm chi đội trưởng Mày làm khu bộ phó Còn bảy trấn thì làm chánh ủy khu chính tụi mình toàn là số đỏ cả. Bảy diễn tò mò hỏi, rồi sao? Có gì hay? Bảy trấn cự tao quá trời, cự về vụ tao tự động đi dự đại hội giáo phái do phạm công tác triệu tập tại tòa thánh Tây Ninh. Cự cái gì? Nó có phải cha mình đâu? Ấy, đừng nóng, để tao nói cho mà nghe, tụi mình phải coi chừng hai cha phạm công tác với quỳnh phú sổ lợi dụng. Hai cha đó muốn nhảy theo Pháp, nhưng hai đạo cao đài và hòa hảo, tuy đông dân số mà chẳng làm đắt gì được. Muốn lấy tiền của Tây, thì phải có lực lượng quân sự hùng hậu. Bởi vậy, hai cha đó mới dụ khị mình, đứng chung trong mặt trận quốc gia chống diệt minh. Bảy diễn ôm đầu suy nghĩ, mười trí nói tiếp. Bảy trấn, xây dựng tao với mày thật nhẹ nhàng nó nói như giả ngộ mà tao rất thấm chẳng hạn nó nhắc hồi nhỏ đi học thầy giáo kể chuyện con mèo thò tay vô lửa khều mấy trái ma rông ra để con khỉ ngồi ngoài bốc ăn tỉnh bơ tụi mình là con mèo còn hai cha phạm công tác và quỳnh phú sổ là con khỉ đó mày nghĩ coi có đúng không một lúc sau bảy diễn hỏi bây giờ mày tính sao còn tính sao nữa Tụi mình không nên để mấy cha buôn thần bán thánh chơi gác kèo trên Chỉ có vậy thôi Bảy diễn lại suy nghĩ Giữa Tây giới Việt Minh phải chọn bên nào đây Mười trí cười lớn Làm tới khu bộ phó mà còn hỏi lẩm cẩm như vậy sao Theo Việt Minh tụi mình mới được như ngày nay Tao chi đội trưởng chi đội 4 Mày chi đội trưởng chi đội chính rồi lại nhảy lên làm khu bộ phó còn với thằng tây như cò ba xin đại úy savani thằng chúa ngục agostini thì tao với mày chỉ là thằng tù lợi hại cần nhốt các sô gì đã nhiều lần dược ngục côn đảo nhưng mới hôm trước đây mày nói việt minh tiêu diệt giáo phái bây giờ mày trở cờ lẹ vậy đâu phải trở cờ hôm trước tao nghe tiếng chuông của phạm công tắc quỳnh phú sổ Nghe sao về báo cáo lại cho mày Báo cáo y nguyên văn Không thêm bớt Kế tao lại nghe tiếng chuông thứ hai của bảy trấn Nó là thằng trí thức Học cao hiểu rộng hơn bọn mình Nó nói có căn cơ bài bản hơn hai cha nội kia Tây đưa phạm công tác về là để làm tay sai Chúng muốn nắm cao đài chống lại Diệt Minh Chúng cũng mua luôn Quỳnh Phú Sổ Tao chưa biết Việt Minh có tính tiêu diệt giáo phái hay không Nhưng nếu mày là diệt minh Mà hai cha phạm công tắc và quỳnh phú sổ đầu Tây Thì mày có cho tụi nó đi mò tôm hay không Mày trả lời câu hỏi đó nghe coi Vậy là mày theo diệt minh mặc dầu tụi nó bắt ruột mày Mười trí cười Bắt là phải Bởi tụi nó sợ tao nhảy ra đầu Tây như đám chỉ huy chi đội năm Tụi nó đâu biết tao đi dự đại hội giáo phái là do tánh tò mò vụ chi đội năm ra sao kể nghe coi sự thật lịch sử những mẫu chuyện chân thật và đặc sắc về giáo chủ Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo